Nguyên ơi, trời nó ngủ thiệt luôn anh ơi. Hello các bạn, đây sẽ là video cuối cùng của năm 2023. Hôm nay là tối thứ bảy, bình thường vào cuối tuần á thì cả nhà mình hay đi trà sữa, đi thú nhúng. Có khi thì chỉ ngồi ở nhà và coi tivi với nhau thôi, nhưng tối nay thì đi hơi xa một tí. Bên kia là nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh Kỳ mọi người, buổi tối nó được lên đèn nhìn quá là đẹp. Trời ơi, mặc giả bộ ngủ dễ thương chưa? Từ hồi mua cho Thảo Nguyên con gấu bông Shinamoro là đi đâu nó cũng na theo, y như thú cưng vậy á. Và tụi mình đã tới nơi rồi. Thì mấy lần mình từ Vũng Tàu về nhà vào buổi tối có đi ngang qua chợ Bà Rịa. Phía trước chợ là một cái khu gì đó rất là nhiều đèn luôn mọi người. Và lần nào đi ngang qua mình cũng tự hỏi là trong đó họ bán cái gì ta. Sau khi mình lên mạng ngâm cứu thì chỗ này được gọi là chợ đêm Bà Rịa. Thế là nguyên một buổi chiều hôm nay mình đã năn nỉ, dụ dỗ và có chút đe dọa. Cuối cùng ông chồng cũng chịu chở mình xuống đây và mình còn đang định thực hiện thử thách. Với 200 ngàn mình sẽ ăn được gì ở chợ đêm Bà Rịa? Tuy nhiên khi tới nơi thì mình phát hiện hình như ở đây chỉ bán đồ ăn vặt, cá viên chiên, sinh tố, chè. Còn bên đây là khu bày bán trang phục như là quần áo, giày dép, túi xách. Trời ơi, trong đầu mình tưởng tượng ở đây sẽ có đồ nướng nè, lẩu nè, rồi có cả ốc nữa. Tại vì cái khu này nó to lắm mọi người. Rồi tối nay tụi mình ăn gì đây? Sát bên chợ đêm có một cái siêu thị nên hai vợ chồng mình quyết định sẽ vô đây ăn tối. Chứ giờ mà đi vòng vòng tìm quán này quán kia rất là mất thời gian, với Sam sợ hai đứa nhỏ nó đang đói bụng. Nguyên ơi, Nguyên ơi, trời nó ngủ thiệt luôn á anh ơi. Hồi nãy Sam tưởng Thảo Nguyên nằm chơi chơi thôi, ai dè nó ngủ thiệt. Và hơi buồn một tí vì kế hoạch thực hiện thử thách của mình bị thất bại rồi. Nhưng mà không sao, đã mất công đi nên mình sẽ biến cái video này thành một cái vlog. Sau khi lượn một vòng thì tụi mình quyết định sẽ ăn lẩu bò. Một phần cũng khá là nhiều thịt nha, mà có 199 ngàn. Đứng đây xếp hàng chờ tính tiền, xong rồi mình sẽ đi qua đây chờ lấy nước lẩu. Bưng cái nồi ra thì ông chồng đi đâu mất tiêu rồi, nên mình phải tự nhóm bếp. Kiểu mình làm không có quen á nên rất là sợ lửa phụt vô tay. Ăn ở siêu thị về giá cả thì mình thấy quá là rẻ. Còn về vấn đề vệ sinh thì chén đũa không có được sạch lắm và chưa đủ. Ví dụ như lẩu bò tụi mình ăn thì không có chao, ông chồng mình phải chữa cháy bằng tương ớt. Chứ thịt bò mà chấm nước mắm thì nó cũng kỳ. Trong lúc ngồi ăn, Thảo Nguyên còn được ba bạn nhỏ nhận ra và xin chụp hình chung. Bạn nào cũng rất là dễ thương và coi cái mặt Thảo Nguyên kìa, đang sướng. Đây là bãi chiến trường của tụi mình. Nói thiệt là không ngon nhưng mà nhiều đồ ăn, ăn muốn xịt khói luôn. Và lát nữa sẽ có một cô lao công tới dọn dẹp và lau bàn giúp tụi mình. Vừa ăn xong là Thảo Nguyên đã xin tiền chạy đi mua bánh macaron. Nó nói bánh này giống trong Pokemon, một hộp 6 cái là 35 cành. Wow, mấy cái bánh này nhìn xinh quá à. Em bé đã chọn một cái màu xanh dương, Thảo Nguyên thì chọn cái màu xanh lá, còn Sam sẽ chọn cái màu vàng. Bánh khá là mềm nhưng mà hơi ngọt và mình không thích ăn đồ ngọt. Trên đường đi ra ngoài thì Thảo Nguyên phát hiện được một chỗ bán cái kẹp hình con vịt dễ thương quá à. 10 ngàn một cái và sau khi hỏi ý kiến em bé thì Thảo Nguyên đã lấy thêm một cái nữa. Kiểu đi chỗ đông người mà xài cái kẹp này xem thấy cũng có lợi á mọi người. Lỡ có bị lạc á thì tìm cũng dễ. Hello các bạn, sau khi ăn xong mình quyết định dạo chợ đêm một vòng xem ở đây người ta bán cái gì. Một buồng chuối hộp có vài trái chín, chắc cái này mua về để ngâm rượu nè. Khi mà xem lại video thì mình phát hiện có một chú đang nằm ngủ trên xe lôi. Còn bên đây là nguyên một xe tải rau và hình như chú này đang cười với mình. Hiện tại đang là 8 giờ rưỡi tối và theo cái tình hình mà Sam quan sát thấy á, thì chỗ này chắc là chợ đầu mối bỏ sỉ rau rồi. Đi tiếp thì sẽ tới cái khu bán trang phục. Cái sạp này treo bảng bóng da nam 50 ngàn một cái. Ủa bóng da nam là cái gì ta? Còn bán túi Dior nữa nè mọi người. Bên đây thì bán giày dép. Nói chung là cái khu này Sam thấy nó hơi hiu. Đi xuống cuối cùng sẽ là khu ăn uống. Và từ nãy tới giờ thì Sam thấy chỗ này là đông nhất. Hầu như quán nào cũng có người ngồi. Không biết ở đây có phải là thế giới chè không mà Sam đếm được 7-8 cái quán. Quán nào cũng bán chè. Công nhận cạnh tranh ác liệt thiệt. Đi qua bên đây là nguyên một dãy bán đồ ăn mặn. Có bánh mì nè, bắp xào, trứng gà nướng, cá viên chiên. Mình vẫn chấp niệm với 200 ngàn nha mọi người, mặc dù đang quá là no. Và mục tiêu của mình là cái xe này. Trứng gà nhiêu trái chị? 6 ngàn. Có hoành thánh chiên nữa nè, một cái là 2 ngàn. Và mình sẽ mua lấy em một trứng gà với lại 5 cái hoành thánh. Dạ, người chiên 20 em mới chiên. Do mình mua có 5 cái hoành thánh, không bỏ tiền dầu với tiền ga nên phải mua 20 ngàn á thì chị mới bán. Thế là mình phải mua thêm một cây phô mai que nữa. Và ở đây không có chỗ ngồi nha mọi người, chủ yếu là bán mang đi. Nên mua xong mình phải tìm một quán chè để vô ngồi ăn ké. Đầu tiên mình sẽ ăn trứng gà nướng. Hửi hửi thì không nghe mùi gì hết. Bóc vỏ ra nè. Một gà nướng 6 ngàn. Rồi nặng một ít tắc vô cái phần muối tiêu. Chấm và bỏ vô miệng.
Trứng gà thì bùi bùi, chấm thêm muối tiêu chanh chua chua, mặn mặn, ăn kèm với một miếng rau răm nữa là hết sảy luôn. Tiếp theo mình sẽ ăn, ủa sao chiên lên nó đen dữ vậy ta? Cái phần sốt này mới bất ổn nè mọi người, mayonnaise nó dính theo cái nắp và nó đi luôn. Chiên hơi bị cháy. Lần đầu tiên Sam được ăn hoành thánh chiên là trước một ngôi chùa ở Biên Hòa. Và cũng khá là lâu rồi mình mới ăn lại cái này. Nhưng mà sao bên trong nó đen thui à? Hello các bạn, sau khi khám phá xong chợ đêm Bà Rịa thì trên đường về mình còn ghé vào một hàng bán nấm. Đây là nấm bào ngư đã được đóng sẵn từng bịch, thì mỗi bịch như vậy là 1 kg. Mình có hỏi giá này là giá lẻ hay giá sỉ thì được trả lời là giá sỉ, nhưng mình không tin đâu mọi người. Và mình đã mua 1 kg. Nấm này mua về mình xào chay với tỏi hoặc là xào chung với thịt á đều rất là ngon. Ở Bà Rịa còn có một chỗ chơi rất là vui mà tụi mình đã khám phá ra trong cái thời gian mà hay chở em bé xuống đây đi chích ngừa. Đó là quảng trường công viên Bà Rịa. Ở đây cực kỳ rộng luôn mọi người. Và cái mà mình cảm thấy thú vị nhất là có dịch vụ cho thuê xe điện. Sam còn nhớ lần đầu tiên cho Thảo Nguyên chơi cái này là lúc đó thuê cho nó một cái xe drift. Thật sự lúc đó Thảo Nguyên rất là tự tin, nó leo lên xong rồi nó dặn ga mà nó dặn hết cốt luôn. Cái tự nhiên hai vợ chồng Sam nghe cái bịch, quay qua thì nó rớt xuống đất, còn cái xe chạy mất tiêu. Trời ơi, mỗi lần nhớ lại cái cảnh đó là nhịn cười không nổi luôn á mọi người. Tối nay thì lúc đầu Thảo Nguyên tính thuê cái xe màu đỏ đen này để nó chở thêm con gấu Shinamoro, nhưng không được tại cái chân bả dài quá nên phải chuyển qua đi cái xe drift. Còn cái bà nhỏ là lúc đầu không chịu leo lên ngồi luôn. Em không chịu em. Đây bé, lên đây. Lên đây ba chở đi siêu thị nè, lên đây ba chở đi siêu thị nè. Lên con. Lên đây ba chở đi siêu thị nè. Lên đây đi siêu thị. Đi lên đây ba dẫn đi siêu thị gâu nha, lên đi. Không, cái xe nó bự lắm, cái xe nó bự lắm, nó ăn thịt mình. Và đây là hình ảnh sau 10 phút. Mẹ rồi, hạ hạ ga. Trời ơi. Bé ơi, bé nhìn đây nè, bé nè. Chơi đã quá, tới lúc người ta đuổi về á, nhất quyết không chịu về. Và tối hôm nay mặc dù là bị bể kế hoạch nhưng tụi mình đã có một buổi tối cuối tuần quá là vui. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Video này được mình quay vào tối ngày 18 tháng 11. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thảo Nguyên, ngày 19 tháng 11. Để đêm hôm đó diễn ra suôn sẻ và đảm bảo nhỏ này không thức dậy giữa chừng thì hai vợ chồng mình đã quá là siêng he he.